Nó bao nhiêu lâu em quen? 1-2 tháng hả? Quen trong khi đang quen bạn thứ ba. À, là cũng có biết. Em đi thu voi trong cái phòng thu của bạn đó, là bắt đầu hai đứa mới quen biết nhau. Rồi em cũng chia sẻ thật lòng luôn là à, em đang quen cái bạn này nè, đó, vậy 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 đó. Mà lúc đó em nói thiệt luôn, em tưởng ông trai thẳng. Em tưởng là trai thẳng. Thẳng tâm sự với ông thôi. Ừ, tâm sự với ông, kể cho ông nghe, vậy như là em đang trong mối quan hệ vậy 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 đó thì người ta đối xử em vậy vậy đúng không? Ừ, người ta đối xử em vậy vậy đó, xong chứ tự nhiên không hẹn cà phê người ta hoài, em còn nói là cha này trai thẳng thô với trời, tôi hỏi chuyện bên đây hoài vậy. Em nói vậy đó. Thật chứ nhìn không ai nghĩ. Em thấy lúc đó cái gây đa của em nó bị mục hay sao em biết nữa. Nhìn không ra. Nhìn không ra. Xong chứ hả, em mới nói vậy đây vậy đó, chứ xong chứ ổng tinh tế lắm, không tấn công liền, không nhào vô như mấy ông kia nha, mà kiểu từ từ, từ từ. Xong chứ cuối cùng ổng mới nói ra, ổng chịu hết nổi rồi, ổng mới nói ra là à, anh là LGBT. Hai đứa lái xe ra ngoài Thanh Đan ngồi nhìn sông, nhìn núi gì đó. Bắt đầu ổng nói ra luôn là anh thích em. Sau đó là em sợ liền. Cái chuyện này nó có vẻ hơi gay cấn chút xíu. Em có dẫn cái bạn để tới đây mà phải không? Có. Thế thì mời bạn ra đây. Mời bạn ra để cùng ngồi nói chuyện luôn đi. Ok. Rồi, mời bạn. Em xin chào chị Chi và anh Tuân. Em là tên là Duy, Duy Phạm. Hiện tại em đang là producer và nhạc sĩ. Trước đây em có làm giảng viên thanh nhạc và ca sĩ nữa. Rồi tiếp tục câu chuyện Thanh Đa nè. Có nhân chứng ở đây. Đây là người đập chậu cướp hoa. Đó là thời điểm mà em vừa trải qua một cuộc tình 4 năm. Đó cũng là chuyện tình giống chuyện tình mà 4 năm của Bo luôn. Đó là một cuộc tình thanh xuân. Vừa kết thúc xong thì em quá mệt mỏi với chuyện yêu đương rồi. Em sống một cuộc sống buông thả. Tức là có thể là đi chơi, hẹn hò, thậm chí ngủ với vài người, nhưng mà tự nhiên có một ngày đó em bình tĩnh nè, thấy rung lên, đang rung mà bình tĩnh nè, cảm động, xúc động. Thì cái ấn tượng đầu tiên lúc mà em gặp Bo là em trời, Queen, một bạn thụ theo phong cách Queen, kiểu hột hà, kiểu hơi bánh bèo. Cũng nói chuyện qua lại, thu âm những cái bài hát gửi qua cho nghe, chúc ngủ ngon rồi. Thính hả? Rồi. Không, lúc đó không nghĩ là cái tưởng ông kêu tôi nghe để tôi thẩm định thôi. Thẩm định. Chứ không nghĩ là ông đang cua tôi, không nghĩ. Lúc đó em còn nhớ em hát bình mưa cho Bo nghe. Ủa Thùy Chi với em. Trời, hát bài mưa đi. Mưa vẫn thế khi mới bên nhau. Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng. Mưa khóc lạnh lùng khi buồn và nhớ thương em rất nhiều. Mưa có biết đợi chờ nhớ mong. Mưa có thấy vòng tay đó nắm mỗi lần. Mưa có trên làn môi em run có nhau. Trong chiều mưa mình tay trong tay. Rồi Bo nghe như thế mà Bo vẫn chưa đổ. Chưa đổ. Gì mà khó dữ vậy? Không, tại em nói là em không biết. Ông này là con trai. Tưởng con trai. Anh em chưa nhờ bạn. Có nghĩa là một người mà thu một cái đoạn nhạc tình yêu gửi cho mình thì mình phải hơi có suy nghĩ chút xíu trong đầu chứ nhỉ? Tại lúc đó em cũng nói rằng là em chưa nghe anh hát bao giờ. Thế nào ông mới gửi cái bài này qua, ông nói là nè anh hát nè. Xong em mới nghĩ là chắc là ông coi nghe coi giọng ông sao. Em không nghĩ, tại lúc đó là mình đang có bồ nữa mà. Thật sự là bạn con trai em nhiều lắm. Em chơi với con trai còn nhiều hơn bèo nữa. Nói ra là em cũng nghĩ là ông này chắc cũng như mấy người khác. Mời đâu tới lần thứ ba đó thì mới chịu. Mà lúc chịu đó ngay dịch là đâu có quán cà phê nào mà ở đâu, thành ra phải chạy. Lúc đó nhớ là mua 2 ly sữa tươi trân châu đường đen. Sói, con sói đó. Chạy đi vòng kiếm cái chỗ nào đáp. Đáp không có chỗ đáp, không có chỗ đáp. Không có đáp. Cuối cùng là quyết định là xuống Thanh Đa, chỗ rất tối. Thì đứng đó ngắm lên mắt 81 thơ mộng. Nhưng mà bà này bà đứng bà gãi quá luôn. Bà đứng cái gì mũi á. Bà đứng cái gì nè. Ủa sao vậy em? Mà hên quá em mặc quần dài. Bà mặc quần ngắn. Cứ đứng gãi hoài. Vậy thôi mình đi nha. Thế là hai đứa dạo vòng Sài Gòn. Em mới hết chịu nổi. Em nói thẳng luôn. Em nói thật ra anh là em tên là Trần Huỳnh Phúc. Và nghệ danh trong nghệ thuật của em là Wambo. Và em hiện tại đang làm diễn viên, VJ và một số các lĩnh vực khác trong nghệ thuật. Và em thích cái sự sáng tạo ở mọi nơi, mọi ngành nghề và mọi ngóc ngách. Thế thì tuổi thơ của một cậu bé sáng tạo nó có khác với lại những cái bạn nam khác không? Thực chất là đã là LGBT là đã khác nhiều rồi. Hồi xưa có cái vụ mà dán cái sổ hoa hồng á, bé khỏe bé chăm ngoan gì đó là được 4 cái hoa hồng là về mẹ thưởng. Còn em là không bao giờ được một bông. Không bao giờ được một bông. Sao cưng? Dạ em quậy quá. Dạ em quậy quá.
đó, ông quậy tưng bừng luôn, nghĩa là nói chuyện rồi đủ thứ, nói chung là ngay từ nhỏ là đã được nhận xét là tăng động rồi. Nhưng mà đến khoảng chừng năm lớp 1 thì cái sự tăng động của em nó bị giảm lại một chút xíu, là do là bởi vì em có một cái bệnh mãn tính, là em bị viêm tụy mãn tính, bị từ lớp 1 đến lớp 9. Thì lúc đó là em cứ ra vô bệnh viện suốt thôi, thì họ phải đợi đến khi em học lớp 9 thì mới đủ tuổi để mà gọi là đại phẫu. Thì tại vì lớp 1, lớp 9 là do ra vào bệnh viện nhiều cho nên là em không có để ý lắm về cái giới tính lắm, cũng không biết cảm giác thích ai nữa. Mà thậm chí nhiều lúc vui lắm tâm sự với mẹ, kiểu mẹ ơi có nào con yêu ai mà thấy bạn bè có bồ đồ này kia dữ dằn lắm, còn em thì em không có ai chứ. Em cứ thấy con trai thích con gái thì em phải tìm cho ra cái cô gái nào mà làm cho mà em mình thích đúng không? Đúng rồi, không có. Không có luôn. Tìm ngoài không thấy hả? Tìm ngoài em thấy, chứ xong lớp bắt đầu lên lớp 10 là em chính thức hết bệnh rồi và em trở lại với môi trường học tập bình thường như tất cả các bạn khác. Thì lúc đó mới crush một bạn, không nói ra, nhưng mà sau đó thì bắt đầu là em chính thức là bắt đầu biết được rằng là mình là gay và mình yêu, đó chính là vào năm lớp 11. Quen cái bạn đó thì mẹ mới biết. Tại vì bị dắt về nhà. Dắt về nhà xong chứ mẹ mới đầu là hồi xưa cái cửa em nó có cái khe. Hay là mẹ nghi xong mẹ mới nhìn vào cái khe mẹ đó. Rình, hả? Mẹ rình. Mẹ rình thì mẹ thấy. Mẹ hai đứa ôm nhau. Thấy A B C X Y Z. Mẹ thấy hết luôn. Mẹ thấy hết luôn. Xong chứ mẹ mới nhắn em tin. Lúc đó là mẹ nhắn em tin, mẹ nói rằng là kêu bạn về đi mẹ nói chuyện xíu. Lúc đó là mẹ hơi thất vọng. Mẹ không có nói ra là gay hay là gì hết. Mẹ nói là như vậy đó hả. Thì em mới nói rằng con là vậy, con thích mà con yêu. Ok. Mẹ chỉ nói vậy thôi. Ok. Nhưng mà đừng để cho ba biết. Thì lúc đó là cũng cởi mở rồi. Và em nghĩ là em có cảm giác đa phần tất cả những người cha người mẹ họ đều biết rồi. Chỉ là họ chỉ ở cái ngày đó xác nhận thôi. Chứ thực chất con họ sinh ra như thế nào họ biết rồi. Mẹ em nói rằng là làm gì làm, miễn phải thành đạt như là cái chú đó. Cái chú đó là chú hàng xóm của em. Thì chú đó là một người rất là thành công và thành đạt. Và chú đó cũng là LGBT. Thì mẹ em nói rằng miễn sao như chú đó là được. Sống một cuộc đời đừng để cho người khác nói gì là được. Mối tình đầu lúc cưng quen lúc đó mấy tuổi? Dạ lúc đó là em đang học lớp 11, là khoảng chừng 17 tuổi. Bạn đó cũng là gay? Dạ bạn đó cũng gay và bạn đó là tóc. Thì bạn đó là với em quen nhau thì nói thẳng luôn em không phải gu của bạn đó. Bạn đó rất thường xuyên thính như người xung quanh. Lúc đó em nhớ hoài đó là cái ngày mà Annie kỷ niệm hai đứa quen nhau. Thì đáng lý ra là cái buổi tối hôm đó bạn nó phải ở cạnh em, bạn nó phải ôm ấp em, bạn nó phải trò chuyện tình cảm với em. Nhưng không, bạn nó ngồi cũng trong phòng em nhưng mà bạn nó đang ngồi và nhắn tin với lại một bạn khác. Thì lúc đó em có tới và em khóc luôn. Em nói rằng là tại sao anh không yêu thương em, nay ngày kỷ niệm hai đứa mà tại sao anh ngồi nhắn tin cho người khác. Chứ xong chứ bạn nó nói cho em một câu mà em nhớ hoài. Một cái sự trưởng thành rất là lớn đối với một đứa trẻ vào thời điểm đó. Là chừng nào mong mày to đi rồi tao sẽ không ngủ với người khác. Tại vì cái gu bạn đó là cái gu xô thịt. Cái gu mà phải đầy đặn, cái gu phải có điện nước. Bạn đó hay nói với em vậy đó, điện nước nhà nước mày cúp hết trơn rồi. Đấy, thành thử ra mà em không hiểu tại sao mà em với bạn nó quen. Tình yêu mà em mà nói câu đó. Nếu như là chị không quen. Không thì vấn đề đó nằm ở em á. Có nghĩa là khi mà em nghe những cái điều đấy mà em vẫn tiếp tục mối quan hệ đấy. Đúng rồi. Có nghĩa là nằm ở mình rồi. Đúng rồi. Tại vì cơ bản là lúc đó em mới có 17, 18 tuổi. Nó quá nhỏ và em cứ nghĩ rằng đây là tất cả. Cái người này là tất cả. Nhưng mà để gọi là đau đớn nhất mà là cái tác động để tạo ra con người em hiện tại đó chính là cái cuộc tình thứ hai. Đối với cái cuộc tình đầu tiên là đã hết lòng rồi, hết mình rồi, không hối hận. Rồi cuộc tình thứ hai có hết lòng nữa không? Cuộc tình thứ hai là ngu hơn nữa. Mà có hết lòng không? Hết lòng hết luôn. Hết lòng luôn, kiểu dạng đốt cháy luôn. Mà có thể nói đây là cái cuộc tình mà em bùng nhiệt huyết nhất. Bùng cháy nhất. Bùng cháy nhất. Bạn này là ca sĩ nổi tiếng thì vô tình thôi em đóng phim. Ca sĩ nổi tiếng luôn hả? Dạ, em vô tình thôi em đóng phim chung với lại một bạn của bạn đó. Mới trao đổi với nhau. Tại vì hai đứa rất giống với nhau, rất đồng điệu với nhau về nghệ thuật. Kéo dài được lâu không cưng? 3 tháng. Ca sĩ nói tiếng 3 tháng. Quen dấu đâu có được kể ai đâu. Đúng rồi. Quen ca sĩ nói tiếng khổ lắm. Ca sĩ nói tiếng khổ lắm. Mẹ dấu. Tụi em quen nhau khoảng được 2 tháng. Thì em có làm một cái nhóm kịch diễn ở sân khấu kịch lớn. Thì cái chị đạo diễn của cái vở kịch đêm đó là một người chị rất thân với em 8 năm. Cũng là người dẫn dắt em vào nghề luôn. Thì cái chuyện của em với bạn đó thì em kể cho chị đó nghe. Chị đó tên gì cưng? Không được đâu. Em nghe bạn kể là biết là không nói tên được rồi đó. Kể xong thì chị đó cũng tư vấn này kia cũng rất bình thường. Rồi xong mà còn một người nữa, một người bạn rất thân với em từ thời mới vào nghề luôn, là bạn đó là một diễn viên nữ. Em cũng kể cho bạn đó nghe xong.
cái đêm ngày hôm đó là cái đêm khai trương lại, thì bắt đầu là em mới rất kỳ vọng vào đêm diễn đó. Tại vì sao? Tại vì em đã xem bạn đó trên sân khấu hát rồi, thì đây là lần đầu tiên bạn đó được xem em trên sân khấu kịch diễn đúng với chuyên môn của mọi đứa. Và em cũng muốn bạn thấy được rằng là à, em có khả năng dàn dựng ra vở kịch này nè, em có khả năng là quy động diễn viên như thế này nè. Rất là kỳ vọng vào đêm đó. Và đêm đó em mời rất là nhiều những bạn bè, đồng nghiệp và báo chí. Thì lúc đó là đang giữa vở kịch, cái bạn nữ, bạn thân em á, lúc đó đóng vai nữ chính trong vở kịch đó, bạn nó mới thoại ra một câu: trong cái khán phòng này đang có hai người nổi tiếng quen nhau mà không mà giấu. Là bạn nó nói tên của em với các bạn đó ra. Mà tại sao bạn nó nói ra vậy? Dạ. Lúc đó thì bạn nó đang ngồi bên dưới cùng với lại công ty và ekip của bạn nó luôn. Có nghĩa là em không hề biết là tại sao có câu thoại đó, tại vì trong kịch bản không hề có và em cũng không hề dàn dựng cái khúc này. Thì lúc đó là em điếng hồn luôn, tại vì lúc đó em đang đứng trong cánh gà em coi các bạn diễn, thì nghe xong một cái em bàng hoàng luôn, em phải dạng như là em muốn gục xuống luôn á. Tại vì em biết rằng nó sẽ tạo ra một cái tình thế rất là gọi là tình ngái Lý Giang. Em đợi bạn nữ đó diễn xong, em chạy và em hỏi là tại sao mày nói như vậy. Thì bạn nó mới nói rằng: ủa tao đâu có biết đâu, chị của mày chạy vô kêu tao nói vậy mà. Có nghĩa là lúc đó là nói trước khi bạn nó ra cánh gà luôn, là không kịp để cho em biết, không kịp cản gì hết. Nói ra vậy thì bạn nữ đó cứ tưởng rằng là em muốn cho mọi người biết. Có nghĩa là em sâu chuỗi mọi chuyện là mình vừa mới bị người chị thân 8 năm của mình mượn miệng của bạn thân mình để chơi mình. Thì lúc đó là bạn kia cũng đang ngồi dưới, lúc đó là điện thoại bắt đầu nó rung lên. Là em đã sợ rồi. Nhưng thật sự trong tâm em lúc đó muốn nói rằng là hãy nhắn là mượn nhắn một cái câu là em diễn tiếp đi không sao đâu, em diễn tiếp đi không sao đâu này kia, rồi mình sẽ nói chuyện sau, em hy vọng là như vậy. Nhưng mà khi em mở lên toàn là chửi thôi. Nó là tại sao em mượn tôi ra để em làm này làm kia. Bây giờ em cũng không biết giải thích như thế nào hết. Thì sau đó mới bắt đầu là em có hai lựa chọn. Một là em diễn tiếp, hai là em chạy ra em giải thích với bạn đó. Nhưng mà nó thẳng ra luôn, nghệ sĩ mà cha mất mẹ mất còn phải diễn tiếp. Dù cho tâm trạng mình có đang vỡ nát như thế nào mình diễn tiếp. Diễn xong chứ đèn sáng lên mình ra mình chào khán giả mình thấy bạn đó đâu hết. Là chắc về lúc đó đúng rồi. Và ekip bạn đó thì vẫn còn. Thành thử ra là em mới chỉ kịp chạy tới em lấy cái micro xong em bẻ ngược lại tình huống. Em nói rằng là hồi nãy là cái bạn diễn viên này bạn nói ra chỉ là giỡn thôi. Thực sự là Wambo cụ đang có người yêu nhưng mà người yêu không phải là bạn đó. Người yêu đang là một người khác. Mà tại sao cái chị của em làm như vậy? Đây, mà lúc này em mới muốn biết nè. Thì lúc đó xong, diễn xong rồi em ngồi em đợi một cái câu giải thích. Nhưng mà chị đó tới nói rằng là chị thấy có gì đâu, chị thấy bình thường mà này kia. Em đi về luôn. Nói chị thấy bình thường nhưng em thấy không bình thường. Đó, em đi về luôn. Sau đó em mới nhận ra một điều rằng là gì? Em đang trong một cái dự án phim của công ty. Thì dự án phim nó quy tụ dàn diễn viên trẻ quá, cho nên không có hút được nhà đầu tư. Và thế là muốn mượn em ra để ké vô bên kia, để mà xin được coi là gọi quậy một chút xíu về mặt truyền thông, để cho bên kia có thêm được phim, được nhà đầu tư này kia. Thì khi mà em nghe xong em nói thiệt lùng bùng luôn cái lỗ tai. Tại vì cái lý do em ở trong công ty thực chất là vì chị đó. Vì lòng tin. Em luôn làm mọi thứ vì lòng tin và vì bản năng. Đó chính là cái điểm trừ đầu tiên của em trong sự nghiệp. Thì lúc đó em cứ nhắn tin em giải thích cho bạn, nhưng mà bạn từ chối, bạn nó không nghe, bạn nó chặn hết số điện thoại, chặn Facebook em luôn. Tại vì bạn đó nghĩ là em cố tình mượn mặt FBM, mà cái tình huống là người ta phải nghĩ vậy thôi. Đúng rồi, bạn đó nói rằng là bây giờ công ty tôi đang rất là rối vì em, tôi đã dặn em là giấu cái chuyện này, tại sao em đi kể làm gì để cho bây giờ người ta lấy người ta mượn. Bây giờ dù gì em cũng đã sai chuyện em kể rồi. Thì đúng là em sai chuyện kể rồi. Em mới nghĩ rằng như thế này, cái chuyện tình cảm nó hết là nó phải hết, nhưng mình phải có trách nhiệm. Em nhắn tin cho quản lý của bên đó, em nói là cho em xin lỗi về mọi chuyện. Dù cho chuyện xảy ra có phải là do em cố ý hay không, thì nó cũng là do xuất phát là do em đã tạo ra cái điểm yếu để cho người ta đánh vào. Thì quản lý bên đó mới nhắn một câu là: ủa công ty đâu có chuyện gì đâu em. Công ty bình thường mà em. Đâu có ai làm gì bạn đó đâu em. Nó chơi chiêu này với nhiều đứa rồi. Nó cứ dùng công ty ra, nếu là công ty cấm rồi này kia, nhưng thực sự là công ty đâu có cấm gì đâu. Nó yêu muốn yêu ai nó yêu à. Thì lúc đó em mới chỉ là một cái cớ. Chỉ là một cái cớ. Và lúc đó em buồn quá, em kiểu nghe xong ok. Xong chứ em mới nhìn nhận lại bản thân. Lúc đó em ngồi trước gương và em nhìn nói sao mà xấu quá vậy. Lúc đó là da em rất là mụn nha, tại vì em xài kem trộn á mọi người. Thì nó mụn, nó bự vậy nè, nó u lên mà nó giống như là lỗ đạn vậy đó. Xong chứ hả, mà mặt em một đống vậy nè, chứ em mới suy nghĩ ủa tại sao nó yêu mình ta. Xong chứ lúc đó là mũi em tẹt, rồi hàm em thô, môi em bị chề mà nó bị nứt ra vậy nè, nó cái môi nứt nè. Ok, mình xấu mà. Thì người ta chỉ xem mình là một trong số những cái chuyến đò để người ta ké ăn cái người ta đi, thì chuyện bình thường do mình. Thế là em bắt đầu em mới tút lại mọi thứ luôn nha. Em phải làm lại.
thì nếu như đã làm lại thì phải làm lại huy hoàng. Thế là em giao kéo, giao kéo nhưng mà không có giao kéo lấn sâu quá thôi, em là chỉ xương xương thôi, làm răng, là mũi, cằm, hàm, rồi môi làm lại, nói chung là mọi thứ một chút đó, mọi thứ một chút, chỉnh chỉnh lại cho nó gọn gàng sạch sẽ. Rồi sau đó có một anh là anh đạo diễn của cái phim Pop Drama, thì em với ảnh làm việc với nhau cũng hai phim rồi, mà rất hay, may mắn là hai phim đó được khán giả đón nhận rất nhiều, được leo lên top trending, là em bắt đầu được phổ biến từ đó. Thì anh đó anh mới nghe cái câu chuyện của em xong ảnh thương, chứ xong ảnh mới đưa vai cho em làm xong, chứ tự nhiên không đùng cái nó thành hiện tượng hết. Rồi thế là em được nhiều khán giả nhí, khán giả trẻ, học sinh biết tới nhiều hơn. Rồi lúc đó là em coi như là tái xuất lại, coi như là mình vừa có ngoại hình, mình vừa có luôn cả công việc, nó ổn định lại hết mọi thứ. Xong bạn nó nhắn tin quay lại. Bạn nó nhắn tin, bạn nó nói làm sao? Bạn nó nói là bạn nó bị, sau một khoảng thời gian suy nghĩ thì bạn nó cảm thấy rằng là bạn nó sai với em. Bạn nó nói rằng là bạn bị choáng, tại vì bạn rất là sợ những cái mà nó chỉ cần ta tiếp một chút xíu thôi bạn nó cũng sợ rồi. Mình thấy là bạn đó nói rằng là bạn nó muốn quay lại với em. Ok, em sẽ quay lại với bạn đó. Thì trong khoảng thời gian quay lại thì hai đứa cũng trao đổi với nhau về công việc, cũng em cũng đưa những mối quan hệ của em cho bạn đó, bạn nó cũng đưa những mối quan hệ đó cho bạn cho em. Xong đùng một cái lúc đó em đang quay một bộ phim thì bạn thân của em gọi điện tới. Bạn thân của em nói rằng: ê, chồng của mày đang đi với vợ của tao. Nghiệt ngã à, cái gì mà ngang trái cuộc đời. Mà vợ của bạn thân em thì công nhận đẹp thiệt, lai tay, đang làm model nữa. Trời. Thì em kiểu tao sống nó thiệt, giờ tao có sửa cũng đâu bằng nó đâu, nó đẹp tự nhiên mà nó còn đẹp hơn mình nữa, mà nó lai tay nữa, trời ơi, ai đấu cho lợi. Em nhắn đúng một tin nhắn thôi: đừng bao giờ gặp lại tôi nữa. Rồi thế là em block hết mọi thứ. Được khoảng chừng 1-2 tháng gì đó thì có một bạn tới. Em thì em đang vẫn còn bị đau, mà nữa ra là em không dám, em từ chối hết. Thì bạn nó mới đầu mà bạn nó ráng để rủ em đi cà phê cho bằng được. Xong bắt đầu là đãi ăn, rồi bắt đầu là dẫn đi này kia, chăm sóc đồ này kia, cái kiểu dữ dằn lắm, như một đại gia vậy đó. Nên mình nghĩ là wow, mình được có người yêu mình. Mình lóe là cái đó đầu tiên. Lo lắng cho mình ha, quan tâm tới mình. Không, rồi mình lóe là mình mừng quá, kiểu có người yêu mình rồi, có người yêu mình rồi, trời ơi, có người yêu mình rồi. Trời ơi, vậy tính ra đâu có tính nổi tệ đâu ta. Này kia cái kiểu. Được mấy tháng cưng? 3 tháng, 3 tháng rưỡi gì đó. Lời nguyền 3 tháng. Lời nguyền cứ 3 tháng là gặp lần hay sao ấy. Rồi sau đó em mới bắt đầu về quê, bạn nó ăn Tết, bạn nó nói là về quê anh ra mắt bố mẹ. Wow. Ủa nghe mừng chứ, về quê miền Tây ra mắt bố mẹ này kia. Cho được ra mắt bố mẹ là hạnh diện phái nữa. Khoái, khoái lắm, xong về bùm, giấc mơ kết thúc. Bạn đó mượn nợ ở nhà để mà đãi em ăn. Có nghĩa là bạn đó sống một cuộc sống xa hoa trên thành phố Hồ Chí Minh, thực chất là mượn nợ và nhờ ba mẹ trả nợ giùm. Thì cái vai trò em về đó, thứ nhất để ra mắt là đúng nè, nhưng mà ra mắt xong trả xin nợ. Tiền bố mẹ giùm. Thì em có quyền lên xe và đi về liền. Nhưng không, ngu lắm. Đến giờ em thiệt, em mà gặp bản thân em hồi quá cứ đánh cho em chết. Em nghĩ là vậy nè, giúp nó đi. Một người không có gì còn không yêu mình thì ai yêu mình? Cái người họ không có gì họ phải yêu mình, họ yêu những cái mà mình có, họ cần những cái mình có thì họ phải yêu mình thôi. Một người còn không có gì mà họ còn không chọn mình nữa thì rõ ràng mình có vấn đề. Thì lúc đó em cho nó là một phép thử luôn. Thử cái bạn này nè, không có gì tay trắng hoàn toàn là bạn nó có yêu mình hay không. Bắt đầu là em giúp bạn đó, cũng nói chuyện với bố mẹ rằng là có thể giúp bạn nó cú này đi, rồi sau đó em sẽ cố gắng lên thành phố, em sẽ giúp đỡ mọi thứ để cho bạn đó có thể ổn định trên sàn thành phố. Xong khi mà mọi thứ được giải quyết thì bộ mặt mà nó hiện ra là bạn đó không có cái gì gọi là quan tâm em á. Xong mối tình đó bao nhiêu lâu em quen? 1-2 tháng hả? Quen trong khi đang quen bạn thứ ba. À, là cũng có biết. Em đi thu voi trong cái phòng thu của bạn đó, là bắt đầu hai đứa mới quen biết nhau. Rồi em cũng chia sẻ thật lòng luôn là em đang quen cái bạn này nè, đó, vậy 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 đó. Mà lúc đó em nói thiệt luôn, em tưởng ông trai thẳng. Em tưởng là trai thẳng. Ông trai thẳng tâm sự với ông thôi. Tâm sự với ông, kể cho ông nghe, vậy như là em đang trong mối hệ vậy 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 đó. Thì người ta nói xử em vậy vậy đúng không? Người ta nói xử em vậy vậy đó, xong chứ. Tự nhiên không hẹn cà phê người ta hoài, em còn nói là cha này cha thẳng thô với trời, tôi hỏi chuyện bên đây hoài vậy. Em nói vậy đó, thật chứ nhìn không ai nghĩ. Em thấy lúc đó cái gây đa của em nó bị mục hay sao em không biết nữa. Nhìn không ra. Xong chứ hả, em mới nói vậy đó, chứ xong chứ ổng tinh tế lắm, không tấn công liền, không nhào vô như mấy ông kia nha, mà kiểu
từ từ xong chứ cuối cùng ông mới nói ra, ông chịu hết nổi rồi, ông mới nói ra là anh là LGBT. Hai đứa lái xe ra ngoài Thanh Đan ngồi nhìn sông nhìn núi gì đó, bắt đầu ông nói ra luôn là anh thích em. Sau đó là em sợ liền. Cái chuyện này nó có vẻ hơi gay cấn chút xíu. Em có dẫn cái bạn đấy tới đây mà phải không? Có. Thế thì mời bạn ra đây. Mời đấy ra để cùng ngồi nói chuyện luôn đi. Ok. Rồi. Em xin chào chị Chi và anh Tuân. Em là tên là Duy Phạm. Hiện tại em đang là producer và nhạc sĩ. Trước đây em có làm giảng viên thanh nhạc và ca sĩ nữa. Rồi tiếp tục câu chuyện Thanh Đa nè. Có nhân chứng ngồi đây à? Đây là người đập chậu cướp hoa. Đó là thời điểm mà em vừa trải qua một cuộc tình 4 năm. Đó cũng là chuyện tình giống chuyện tình mà 4 năm của Bo luôn. Đó là một cuộc tình thanh xuân. Vừa kết thúc xong thì em quá mệt mỏi với chuyện yêu đương rồi. Em sống một cuộc sống buông thả, tức là có thể là đi chơi, hẹn hò, thậm chí ngủ với vài người. Nhưng mà tự nhiên có một ngày đó em bình tĩnh nè, thấy rung lên, đang rung mà bình tĩnh nè, cảm động, xúc động. Thì cái ấn tượng đầu tiên lúc mà em gặp Bo là em trời, Queen, một mạng thụ theo phong cách Queen, chữ hồ hà, chữ hơi bánh bèo. Cũng nói chuyện qua lại thu âm những cái bài hát gửi qua cho nghe, chúc ngủ ngon đồ. Thính hả? Rồi. Không, lúc đó không nghĩ là cái tưởng ông kêu tôi nghe để tôi thẩm định thôi. Không, chứ không nghĩ là ông đang cua tôi, không nghĩ. Lúc đó em còn nhớ em hát bình mưa cho Bo nghe. Thùy Chi với em. Rồi hát bài mưa đi. Mưa vẫn thế khi mới bên nhau, mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng, mưa khóc lạnh lùng khi buồn và nhớ thương em rất nhiều. Mưa có biết đợi chờ nhớ mong, mưa có thấy vòng tay đó nắm mỗi lần, mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa, mình tay trong tay. Rồi Bo nghe như thế mà Bo vẫn chưa đổ. Chưa đổ. Gì mà khó dữ vậy? Không, tại em nói là em không biết. Ông này là con trai. Tưởng con trai. Anh em chưa nhờ bạn. Có nghĩa là một người mà thu một cái đoạn nhạc tình yêu gửi cho mình thì mình phải hơi có suy nghĩ chút xíu trong đầu chứ nhỉ? Tại vì lúc đó em cũng nói rằng là em chưa nghe anh hát bao giờ. Thế nào ông mới gửi cái bài này qua, ông nói là nè anh hát nè. Xong em mới nghĩ là chắc là ông coi nghe coi giọng ông sao. Em không nghĩ, tại lúc đó là mình đang có bồ nữa mà. Thật sự là bạn con trai em nhiều lắm. Em chơi với con trai còn nhiều hơn bèo nữa. Nữa ra là em cũng nghĩ là ông này chắc cũng như mấy người khác. Mời đâu tới lần thứ ba đó thì mới chịu. Mà lúc chịu đó ngay dịch, là đâu có quán cà phê nào mà ở đâu. Thành ra phải chạy, lúc đó nhớ là mua 2 ly sữa tươi trân châu đường đen. Sói, con sói đó. Chạy đi vòng kiếm cái chỗ nào đáp. Đáp. Không có chỗ đáp. Không có chỗ đáp. Không có đáp. Cuối cùng là quyết định là xuống Thanh Đa. Chỗ rất tối. Thì đứng nó ngắm lên mắt 81 thơ mộng. Nhưng mà bà này bà đứng bà gãi quá luôn. Bà đứng cứ vậy. Bà đứng cái vậy nè. Ủa sao vậy? Mà hên quá em mặc quần dài. Bà mặc quần ngắn. Cứ đứng gãi hoài. Vậy thôi mình đi nha. Thế là hai đứa dạo vòng Sài Gòn. Em mới hết chịu nổi. Em nói thẳng luôn. Em nói thật ra anh là bisexual, nhưng mà anh là thuộc bên gay nhiều hơn. Thì anh thích em, chịu không? No. No, anh ơi, em đã có chủ anh ơi. Nói vậy đó ha. No, em nói thẳng luôn, no, em có chủ rồi anh ơi. Thì lúc đó là em rụt lại liền. Em kiểu là, ủa là làm sao? Tự nhiên không đó giờ là mình đến tư cách là người bạn, mình mới thoải mái như vậy. Còn nếu mà mình biết ông như vậy là mình sẽ khác. Ông trời, coi như ông thấy hết tất cả những cái nết của em, cái nư của em luôn rồi. Tối hôm đó là ông gửi cho em một bài hát. Và ông nói rằng là cái bài này là ông viết dựa trên em. Thì sau khi mà em nghe xong, em có cảm nhận được một cái rất là rõ ràng nha. Không thể bỏ lỡ cái người này được. Mày có bị điên không mà mày đi bỏ lỡ người này. Xong chứ em suy nghĩ cũng lâu á. Đêm có một đêm hả? Có một đêm. Lâu quá trời. Em nhắn tin cho bạn này, em nói là anh cho em 2 tháng để em cảm nhận. Nếu như cái bạn kia thay đổi em sẽ không tới. Còn nếu như mà bạn kia không thay đổi em cắt đứt bạn kia. Em cắt đứt bạn kia. Rồi xong chứ bắt đầu là tối đó gửi bài đó nè. Tới đó là gửi cái bài đó bài qua là không cái bài tự sáng tác khác. Bài sáng tác, bài em sáng tác luôn. Là bài gì? Bài đó là em đang viết là bài nước chân cầu. Em nhớ bài cái đó. Tựa gì lạ vậy? Hát là chị nghe nước chân cầu là cái gì vậy? Nước chân cầu tức là
cái chân cầu thì cứ đứng yên nhưng mà dòng nước cứ đi qua nước qua chân cầu ha. À, rồi cứ hát chị nghe bài đó nước chân cầu đi. Từng người đi qua đời ta như nước chân cầu, lòng người vẫn luôn đổi thay như gió bay. Mình ta giữa đất trời rộng thênh thang, lòng tự hỏi đến bao giờ tìm được người luôn hiểu ta không rời xa. Tình yêu đôi khi chẳng nghĩ suy nhiều, yêu một ai là yêu hết lòng, dù ngoài kia mênh mông là bao giông. Điều người ta tìm kiếm suốt một đời chẳng gì hơn một ánh mắt, và lời hứa sẽ không xa rời. Lời bài này hay quá. Bài này là em viết thật ra cách đây 2 năm rồi, nhưng mà chưa hoàn thành. Từ lúc gặp Bo xong mới viết xong cái phần brick với lại chorus hai là thực ra là không bỏ qua người này được. Nhất định là mình không bỏ qua được, ở lại là mình lỗ. Và em nhắn cho bạn này tin đó xong, em nhắn luôn cho bạn kia luôn, không người thích em. Và người này họ đàng hoàng, họ tử tế và họ tôn trọng mọi thứ của em. Bây giờ anh phải làm sao cho em thấy cái sự thay đổi của anh, còn không em đi về với người ta. Thì em nói như vậy đó, thì bạn nó cam kết là bạn nó sẽ không ngoại tình nữa, bạn nó sẽ chú tâm làm ăn rồi này kia cái kiểu. Nhưng mà lời hứa chỉ là lời hứa. Lời hứa chỉ là lời hứa thôi. Em nghĩ là chết đến cũng phải 2 tháng. Nhưng không, 1 tuần sau là có câu trả lời liền luôn. Tại sao 1 tuần sau là mẹ bạn nó gọi điện cho mà em nói rằng là nó gây nợ tiếp rồi. Em mới nói thẳng luôn là chấm dứt. Chấm dứt mọi thứ từ đây. Em không muốn dính dắt gì nữa hết. Và em hoàn toàn em xin lỗi ba mẹ bạn đó, nhưng em không thể nào mà em không thể nào mà em trải cái cuộc đời. Em có thể giúp bạn nó định hướng, nhưng bạn nó có đi hay không nó là một cái chuyện khác nữa. Và em không thể nào mà em chịu trách nhiệm về cuộc đời bạn đó nữa. Và lúc đó là em mới nhắn tin trong này, ok anh mình tới nhau đi. Mà kiểu dạng như là khi mà em đến với bạn này rồi á, em cũng vẫn còn sợ nha. Em vẫn còn nghĩ rằng là lúc cua người ta vậy, nhưng mà tới hồi có rồi. Sợ mấy người kia đúng không? Đúng rồi, gian sao mấy người kia thôi. Thay đổi. Em lúc nào cũng vậy nè, mắc cười lắm. Ổng mà yêu thương em cái em nói vậy nè, để coi được bao lâu. Nói vậy luôn á. Nhưng mà cuối cùng em nhận ra rằng là bạn này giống như là bạn có tất cả mọi thứ mà em mong cầu ở ba mối tình trước mà không được á. Ông chuyện mua đất cho cưng đó. Mà khi mà em quen bạn này thì em mới hiểu được rằng là một người thương mình nó như thế nào. Và mình không có lý do gì để mà mình mong cầu tình cảm đó. Tại vì nếu người đó thực sự thương mình, họ sẽ không để mình hỏi câu đó. Và ở bạn này em hoàn toàn yên tâm tới mức độ mà có thể nói rằng là cái Facebook bạn nó không có ai nhắn tin luôn, ngoại trừ em luôn á. Mà hai đứa bị giống nhau cái tính là ghiền nhau. Ngày nào cũng gặp hết, quen nhau tính này mới nhiều năm tháng à, mà tưởng đâu cả năm rồi đó. Và đây là cái duyên của tụi em đây nè. Khi mà quen được rồi tụi em mới tìm hiểu nhau, tụi em mới biết tụi em từng học chung trường. Mà không biết. Chung khóa luôn. Vô tình em gửi một cái tấm hình của thời đó qua. Nó là em hồi xưa nè. Chứ mà ủa. Có nghĩa là bạn nó học khoa thanh nhạc, em là khoa diễn viên. Đấy, rồi hai đứa từng chung một cái phòng đó là học đại cương. Hồi xưa là có cái màu cái gu của bạn đó, thành ra là bạn đó địa rồi, nhưng mà bạn nó không có nói. Có người là có một lần bạn nó đi toilet thì cái cửa toilet nó bị khóa lại, nghĩa là mở không ra, nó bị kẹt, thì bạn nó gào lên là ai cứu tôi với, ai vậy cứu tôi lấy này kia. Thì em đang đứng ở ngoài luôn, thì lúc đó em mới vô em đạp cái cửa cho bạn, chỉ là em cứu bạn đó. Đang thì cái xương âm ở trên lầu á, tức là cái cửa đó lạ lắm, đẩy ra thì không được, mà người ngoài đẩy vô thì được, tức là nó bị mất cái nắm cửa rồi, mà đẩy nó bị trượt, không ngoài không được, chết rồi. Trời ơi, giờ không lẽ leo ra. Cuối cùng là tự nhiên xưa ốm hơn giờ xưa em ốm. Cũng nhìn không ra. Xưa có 55kg bây giờ 70 mấy. Mà thực tế là cái cửa đó chỉ cần như nè, nắm ở cái phần đáy nó có một cái lỗ hổng, nắm phần đáy nó giật vô mà bạn không làm, không cứu không mà chứ em đẩy cái vô. Mà thật sự là bởi vì tại sao lúc đó là em học hết năm nhất là em nghỉ rồi, em bị đuổi. Tại vì em hơi khó trong cái vấn đề là bị độc tôn cái tôi á. Xong chứ em vô em bán hoa 15.000 tiếng. Thì vô tình chị Hoàng Thị Linh chị lướt vô chị lướt vô mà chị để mặt mộc nha. Chị đi chợ cho gia đình thôi đó. Em nhìn chị Hoàng Thị Linh chị quẹt cái thẻ. Thì lúc đó em mới thấy là cái tính tiền mà em nhìn cái số tiền kêu ôi trời ơi, đi chợ có một lần thôi mà bằng gấp 5 lần số tiền của mình kiếm được. Thành thử ra là từ lúc đó em mới ok, mình phải làm lại. Em xin mẹ em 100.000 mỗi ngày. Em cắn răng em đi diễn kịch cà phê, em diễn đủ nơi hết. Rồi vô tình đầu năm 2017 thì vô tình một cái người họ bên phim họ đang tìm kiếm diễn viên, thì họ đi coi cái kịch cà phê, họ thấy em như vậy, bắt đầu là họ bắt vô. Là từ lúc đó là em ở lại vào lại được trong nghề. Thì đó là một cái khó mà cũng là một cái
em nói thật ra là nó nhờ có nó thì em mới phát triển được. Phải nhờ những cú vấp như vậy thì bản thân mình mới biết khi nào mình cần cương, khi nào mình cần nhu, khi nào mình cần như thế nào, đối với những sự thế như nào mình mới để ý lại. Gặp Duy là may mắn. Gặp Duy là một cái cực kỳ may luôn, cực kỳ đúng lúc luôn. Đủ để mà mình chưa có bị mất hẳn những cái cảm giác trong tình cảm, và cũng đủ để mà cho mình cảm thấy rằng là mình xứng đáng được mình yêu, xứng đáng được nhận. Và lý do tại sao mà em đến chương trình Come Out á, thì thật sự rằng là em muốn đưa chính bản thân mình cho mọi người thấy, và đặc biệt là những bạn thụ. Em biết bằng những bạn thụ trong LGBT yêu cắm đầu, yêu ngu si, yêu mà coi như là cho hết đi rồi tới hồi nhận lại không được gì, bắt đầu là kêu tha, kêu tháng lên. Nhưng mà thật sự mình phải yêu bản thân mình như là viên kim cương thì người khác mới yêu mình như viên kim cương. Không thể nào mà bạn cứ đưa hết, bạn trình bày hết mọi thứ cho người ta rồi người ta chỉ việc tới mà người ta ăn thôi, người ta đâu có suy nghĩ cho bản thân mình. Đây là cái món quà mà em phải nói rằng là may quá, đến đúng lúc. Chứ nếu mà đến chậm hơn chắc không biết như thế nào. Có hỏi ổng là thí dụ đi, nếu như mà 5 năm trước em đang là sinh viên năm nhất, anh cũng đang là sinh viên năm nhất, mà thí dụ anh đủ gan để anh tới để anh nói rằng ê bạn ơi mình thích bạn nè, thì liệu bây giờ mình có đỡ hơn không? Hay em không phải trải qua hai mối tình kia, thì bạn này bạn nó nói với em một câu, bạn nó nói là không nên gặp vào thời điểm đó, tại vì em chưa ổn định, bạn nó cũng chưa ổn định luôn, và nếu như mà mình chưa quen nhau vào thời điểm đó chắc chắn sẽ banh. Mình phải gặp nhau một cái thời điểm mình phù hợp, mình trưởng thành. Và khi mình đã đủ bản lĩnh và mạnh mẽ để mà mình không bị tất cả những cái nhỏ nhặt nó khống chế rồi, thì mình mới đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để mình giữ và phát triển cái tình yêu. Thì đây là thời điểm mà hai đứa đã hoàn toàn ổn định về mọi thứ. Nói chung cái gì nó cũng có cái duyên đó em. Đúng ngày, đúng tháng, đúng năm. Trời trời, hai người yêu nhau vậy, bao lâu mới có nụ hôn đầu tiên? Ngày đầu tiên hôn luôn à? Ngày đầu tiên lúc mà nhận lời rồi đó, lúc mà là hôn luôn. Là hôn luôn. Là hôn thôi, hôn thôi. Ai hôn ai? Dạ thì bạn này hôn em, mà bạn này kiểu hôn táo bạo lắm. Kiểu vậy như là bạn nó nhìn bạn biết là cầm giả nè, mũi giả nè, chứ sao bạn nó nhắm nha mà bỗng nhấp. Ông đứng cái mà nhấp mà giận mình giả bộ mình lơ lơ, nhưng mà mình thấy ông nhấp rồi. Xong chứ ông chụp cái mặt của mình, ông bật ngã cho ông hùng. Mà ông chụp sao để đựng chúng đồ giả rớt ra hay gì em không biết nữa. Mà ông canh nhấp như là đó, ông nhấp xong chứ nhào vô ông bụp cái ông hùng, ông kéo mình lại mình hùng. Nó cũng bị bất ngờ lắm, kiểu ô táo bạo quá, tại vì mấy người kia là phải nó hôn em đi, vậy nghe mấy người trước đây em này, hôn em đi, bây giờ được hôn vậy nào cảm thấy chắc sung sướng lắm mà. Trời ơi bay luôn á, như tiên vậy đó, kiểu ôi yêu mình I love you, nghe cái kiểu nào là cũng kìm kìm lắm nha, cũng mấy cái kia hơi bị mất giá, cái này phải giữ giá. Bắt đầu là ông này ông càng ngày ông càng cho mình thấy được rằng là em cứ yên tâm đi, có anh hết, em cứ yên tâm đi, có anh hết. Bạn này tham vọng lắm, kiểu vậy như là bạn nói em học hát đi, anh viết bài cho hát làm ca sĩ. Nói gì cha, trời ơi tôi hát lên là cho nhà ai cũng nói vậy đó. Em có một cái tự tôn, em đã muốn là em đã làm được nguyên một cái công ty của Bo, không ai tin Bo hát được. Em đã chứng minh cho mọi người thấy là Bo hát được, và tại vì em đã thấy ở trong Bo cái giọng hát của Bo có một cái độ tình cảm. Vậy là dự tính tương lai của hai bạn là đẩy Bo thành ca sĩ trong viết bằng nhạc giờ hát đó. Đâu thử Bo thử một đoạn được không, một đoạn cho chị nghe coi. Em mới học coi nhưng chưa lâu chưa vững nha. Cứ thoải mái lên. Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển sâu sóng trào, ngồi nghe chữ im gió lặng giữa muôn vàn hoa, đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi, thiên đường xưa khép lại từ muôn năm rồi. Hát hơi rung nha. Đúng rồi, lần đầu tiên hát cho mọi người nghe. Rồi, cho thay mặt chương trình chúc hai em trăm năm hạnh phúc nha. Và chúc cho em sẽ trở thành ca sĩ và có một người chồng là nhạc sĩ viết bài hay cho em nha. Dạ. Yeah.